Bảo hè dưới ta. Mà tụi anh em ơi, ồ anh em thấy không, được mong bạch tuộc nha anh em. Không biết con tuộc là ăn có được không biết nữa. Bạch tuộc nó nhiều loại nha anh em, mà con này chắc ăn được này, mà sắc nó bình thường nó không có sặc sỡ. Thông báo anh em ơi, được bạch tuộc này. Rồi hello chào anh em nha. Chiều hôm nay anh em mình đã qua bên phía bên gành đá Lô Diêu anh em ơi. Hôm nay nước thủy triều bắt đầu, mình qua từ 2 giờ mà nước nó còn lớn. Anh em mình đợi tới bây giờ là tầm 3-4 tiếng anh em ơi. Tầm 3-4 tiếng, bây giờ là 6 giờ là đúng luôn anh em. Bây giờ anh em mình chỉ chờ màn đêm nó buông xuống một xíu nữa là anh em mình sẽ đi xoay những con nha con ấp để xem thử hôm nay có gì không. Anh em mình sẽ làm clip mình quay ẩm thực, anh em mình sẽ nấu ăn tại bờ biển luôn nha anh em. Hôm nay thời tiết khá là đẹp anh em ơi, thời tiết rất đẹp mà nước thì đang bắt đầu rút, không biết là khi nào nước nó lớn nữa. Mà những con nha thì trời đợi một xíu cho nó sập tối anh em ơi, mình mới bắt được con nấy chứ ban ngày thấy không quên. Ban ngày thì nó rất là nhát anh em ơi, nó thấy người nó chạy vô mấy cái kỳ đó. Mà nãy anh em mình trong thời gian này mình ra đây, anh em mình lụm được mấy con ốc rồi anh em. Ốc đây, ốc chu nàng nè anh em, con này thì con ốc dâu nè. Đó anh em mình sẽ xem tối hôm nay đi mà anh em mình bắt được những con gì thì mình lụm con đó. Con này thì như con gì đá anh em ơi, gì đá này. Anh em mình sẽ đợi tầm cỡ 30 đến 40 phút nữa, chờ trời tối một xíu nữa là anh em mình sẽ hành trình đi soi đêm nha. Hy vọng là hôm nay anh em mình sẽ được một ngày may mắn để bắt được những con nha con ốc thật là nhiều để mình quay clip cho anh em xem nha. Em bắt được một con nhâm sọ nè anh em ơi. Ôi con này chắc thiệt nè, con này chắc thiệt nè. Của em gõ đó, em ăn gạch nó. Con này mình cầm, con này là gọi con nhâm gai anh em ơi. Đây đây, em gõ ra. Con này thì không sao, con này cũng không sao, con này nó chá, người ta thường lấy con này nó chá làm mém nè anh em ơi. Nãy quen cầm cái muối cho quen em. Đó, chạy đâu quen, chạy mép này, cái gai nó đâu sao đâu. Rồi em từ từ giữ em nhé. Rồi em rửa với nước cái quen. Con này mình thấy rất là chắc thiệt rồi, rửa hiệu. Con này là con nhâm người ta thường để nấu cháo hoặc là làm mém này. Đưa em thử hiệu. Thử tách ra nữa của em, tách ra xíu nữa. Tách ra xíu lọc cái màng đen này. Tách cái miệng rộng ra, đúng không sao, đúng đâm không. Con này là nấu cháo ngon lắm nha anh em. Đây này. Đây nè. Đó, bỏ thùng. Con này nướng. Đó, ăn sashimi nè, hiểu. Gà cái lớp đen hết đi. Em ăn nước ngọt lắm của em. Làm luôn đi. Nó ngọt. Bạn mãn béo. Đó, hiểu. Quá ok luôn. Béo. Béo mà con này nó hơi ốm anh em. Nhìn cái gạch nó này, nó còn hơi nhỏ. Rồi anh em mình tiếp tục cuộc hành trình thôi anh em ơi. Đây còn mang ốc đây. Đây ốc đây ăn ngon lắm này anh em. Ốc đây chạy lên anh em về đem đi luộc hết. Ủa anh em thấy tôm không? Tôm nó sao? Mấy con này nó đậu anh em. Ấy. Đây anh em. Úi. Tôm gì vậy ta? Ui. Nhát quá. Ui. Nhiều mà sao nó nhát vậy ta? Rồi anh em ơi, mình thấy một con cua đá này anh em ơi. Đó anh em thấy không? Ui. Cua này càng cứng lắm nha anh em. Khôn á, bám đá. Con này kẹp vào ba phê luôn. Anh em thấy không? Ơi. Không chịu ra anh em ơi. Không chịu ra. Ồ, ngon cố mày. Đây anh em ơi. Ăn cua đá này. Cái càng nó cứng lắm. Con này phải to ăn nó mới ngon. Anh em thì đang lãnh quẳng mấy chỗ kia. Em đi soi. Hôm nay mình phát hiện là ít đồ quá anh em ơi. Má trước là nha nhiều. Cái gì? Bạch tuộc đâu? Dính chưa? Đâu? Đâu? Đâu đây? Bà bán được cái bạch tuộc anh em ơi. Anh em ơi, cầm thùng đâu. Đây, ăn cua đá nữa anh em ơi.
đưa báo, đưa qua bà tụi quay. Bảo hè dưới ta. Bà tụi này ơi. Ồ, anh em thấy không? Được mong bà tụi nha anh em. Không biết con tụi là ăn có được không biết nữa. Bà tụi có nhiều loại nha anh em, mà con này chắc ăn được này, mà sắc nó bình thường nó không có sạc sỡ. Thông đó anh em ơi, được bà tụi này. Bảo đâm được bà tụi. Thấy Bảo đẳng cấp không? Được một con bà tụi. Ờ, đưa, 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 nít cho bà. Ui, uốn bám này không? Đây. Ôi, từ từ, à, đâm từ từ bảo. Để lấy, đâm cháy cho nó lèo á. Rút, rút ra, rút. Thời bốc riết chứ. Ô, bạch, cầm, ca cầm anh Hiệu. Có bạch tuột là anh em mình lộn mà. Mình lộn ra thì nó, thì lộn cái túi mình đem ra nó sẽ chết nha anh em. Đó. Thích kêu đó. Một xíu là nó sẽ ra đi. Ra đi thanh thản luôn nha nè. Mình lộn được cái tụa của em à. Mình lộn cái túi ra xíu nó cháy nè chị. Mình để mình không để ý xíu nữa. Đó cái đèn luôn. Anh mép ra rồi. Điểm nhiệt á. À, mép mép cái túi nó ra rồi. Ui nó bám. Quay camera bám nè. Hít ghê thiệt á. Đó, mép mép ngược cái đầu ra xíu nó sẽ chết. Mày ăn sashimi luôn đi. Chết dậy quá chứ. Xíu nó chết này, hít ghê không? Mình đã lộn ra, bắt đầu nó yếu lần rồi. Mép ngược cái bên trang quá rồi. Ui, nó hít mạnh lắm anh em. Nó hít chết mấy cái con tơ. Hít rất là mạnh luôn. Mình lộn ra vậy là bị nó chết nè. Còn để những phút kia nó mò ra, con này nó sống dài đấy. Hít cả đạn nào luôn. Má bắt được một con cua đá này. Đây còn con nữa này mà. Con này bác phải cầm chặt cả càng nó chứ nó. Con cát mà nát tay luôn. Thấy không? Hai con cua đá này. Cái thùng đâu của em? Thùng Văn Phúc ra mà. Em bác cũng sớm rồi cả một tiếng rồi anh em mà cũng không được bao nhiêu à. Phúc lên bỏ vô thùng thử Phúc. Để quay cho anh em xem thấy được bao nhiêu à. Anh em đi. Ui rớt con tiêu rồi. Anh em đi được bao nhiêu đây anh em ơi? Được con cua đang cua mặt trăng này. Đang nhồng nhảy nha. Đấy, đang cua mặt trăng này anh em ơi. Đó. Anh em cứ ráng đi, ráng bắt tầm một tiếng là cũng có đúng bảo. Anh em mà ráng á. Cái bác tầm cả một tiếng là ít nhiều gì cũng có để anh em ăn khuya luôn. Con gì? Ồ đó, con nha nè anh em ơi. Con này thì ăn nó rất là ngon nha. Thịt xương nó giòn luôn, nha ngang luôn. Con chạy nha. Không được hả Bảo? Ôi. Tao này ít hàng quá anh em ơi. Anh em cứ đáng lý ra là mấy anh em mình đi lặn ra khơi kia này. Có hàng nhiều hơn mà bây giờ có một mình biết bơi lặn à. Không thể nào mà vừa bác mà vừa quay rồi vừa lặn cho anh em xem được, rất là khó nha anh em. Đi mình cứ dạo qua dạo lại nữa, đường nào mà cũng bác được thêm nữa này. Con nhớ của em hả? À lùm lùm lên con hải sâm đây, lùm Phúc cầm lên rồi lùm anh Phúc. Đây con hải sâm gai nha anh em. Đây con này hải sâm gai, chỗ nhiều chỗ anh em là bán 20 mấy 30 ngàn một con hải sâm gai này, mà ở quê mình thì con này là không có ai ăn anh em ơi. Hải sâm gai này nó cứ bỏ cái thùng chạy mấy mình sẽ quay thành quả cho anh em xem. Đây được con nhâm này anh em ơi, anh em thấy nó cục cửa không? Con này là ở quê mình là thường là một là làm mắm, hai là nấu cháo nha anh em ơi. Đó anh em thấy nó cục cửa không? Đẹp không? Nhâm nha anh em. Nó vào. Rất là to luôn. Con hiểu. Rồi cho vô nước luôn. Thò lòi nha anh em. Đấy, có thò lòi. Thò lòi biển nha. Anh em mình sang bàn có con gì là mình lụm con nấy. Sân biển nước thiết điều rút mà sân biển rất là lớn nha anh em. Nước tương đối lớn á. Nước cũng đang rút mà sáng quá. Dỗ rầm 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 luôn anh em. Anh em thấy không?
miếng tương đối lớn á. Đây mà đi lặn biển mà ra nó dập tê tua luôn. Sau một thời gian này anh em mình bắt được bao nhiêu hàng đây. Để mình đổ ra cho anh em xem nha. Có con gì? Càng chả. Ủa anh em mình bắt được mấy cái thò lòi cũng thiệt mập này nè. Thò lòi này. Anh em thấy phê không? Thò lòi đây mình nướng ăn rất là ngon này. Con này đem lừa lại cho anh em xem. Con này nướng ăn ba phê nha anh em. Khỏi phải bàn luôn. Ui, anh em thấy không? Măng này mà được tầm vài chục con thì nướng khỏi phải bàn nhất đất luôn. Ui, anh em thấy thịt nó rất là chắc nha. Chắc mấy đứa đây chưa ăn cá thò lòi đây đúng không? Chưa. Ăn thịt nó như kiểu nó dài mà kiểu như con trình vậy á, ăn thịt nó rất là dài. Coi đâm cô em ơi, đây là mấy con nhum này. Con nhum này nó cháo ăn rất ngon nha. Nó cháy hết rồi làm mắm. Để mình để mình gỡ mấy hải sản ra mình thả nó xuống anh em ơi. Chỉ ở quê mình con hải sản này thì ở mình hôm qua ăn á. Ui hải sản rất to nè. Anh em thấy không? To đùng luôn. Một số nơi mình thấy là bán là mà mấy chục ngàn con hải sản đâu lọt như này nữa nè. Mình lấy là mình nè. Hải sản. Còn bà thằng bà tụ đây. Bà con sống anh em, sống dai cực kỳ luôn. Đó. Anh em mình lộn ra cho nó chết. Đó, xíu nữa con bạch tuộc lại cho mình luộc với ốc à. Còn hải sâm này cho giúp mình thả anh em ở quê mình thì người ta không. Ở quê mình không biết ăn con này. Mà thấy một số nơi là người ta bán cũng có giá đó. Có mấy con hải sâm này mình thả đi chứ mình không làm thiệt nha. Đây. Ui con này là con cá mú cáp nè anh em. Đó, con này con cá mú cáp nè. Không phải con cá mú đá, con này là cá mú đá. Nó đâm nhất lắm. Con này nó đâm bao nhất luôn. Còn đây là cá mú đá anh em. Để anh em mình lên trên bờ mình xem thử có càng không, mình bắt ít càng bờ nó quen. Mình đi bắt một ít càng rồi về anh em mình nướng. Mình nướng ngoài biển mình ăn luôn. Giờ thời gian anh em mình đi xóm giờ cũng 1 tiếng mấy 2 tiếng rồi anh em ơi. Bây giờ mình vô trong bờ kia mình đi xoa càng ngủ đêm nha. Xoa càng ngủ đêm anh em mình sẽ tiếp tục kiếm thêm cả vài chục con càng nữa là anh em về làm là hợp lý luôn á. Của em cầm sổ xiên của em, anh em mình thành quả của anh em mình đây lụm sổ sâu hết. Con bạch tuộc lấy xíu để mình luộc với đưa anh cái xiên nó phúc. Tuộc có chắc mình luộc đây, với bạch tuộc đây mà nước ăn nó dai ăn ra đâu. Đây mình sổ xiên mình nướng nha. Mấy cái này gì đó này cứng lắm anh em. Cứng ngốc này mà khi bác nó đâm kinh lắm. Ui anh em thấy không? Mình xỏ mà nó cứng mà không qua cái ma luôn mà. Ui cứng rất cứng luôn. Anh em mình chờ hôn giả cây nhà lá vườn anh em. Nhà là bự rồi. Ui con nha to anh em. Nha này rất là to luôn. Mấy con nha thì mình xỏ mình nướng hết. Ấy cát mày. Xỏ sau mình nướng hết nha. Nhà với mấy con cá này. Anh em lâu lâu đi ra ngoài ăn chiến. Nhùm này xíu anh em mà nào mà thích ăn anh em cho làm ăn sống luôn. Con nhà nó cũng sống hết không? Con nhà của anh em là bác con mấy con cua. Cua nó chạy chậm lắm sao nè. Đó, lụm quay qua nó đâm á. Lâu dẫn mấy nhỏ đi ui. Kẹp ghê lắm anh em ơi. Con nhà thì nó kẹp đỡ hơn con gì đó. Gì đó nó kẹp bao đeo. Ê. Lắm quá em. Anh em nào thích mấy cái chủ đề này lâu lâu anh em mình đi quay cho anh em xem. Xíu nó làm rửa cái kỹ với chạm nó xíu quay kêu đường chưa tan nha.
mấy con nhỏ thì quá anh thả. Đấy, con cua đá nhỏ anh thả như này. Ui, cá này nó đầm là phê lắm nè anh em. Cá mú. Quá dính luôn. Quá dữ luôn. Kèm nó ra rưới sạch nha, chứ giờ nó cát không nha. Anh em ăn là dính đầy cát á. Mấy con đây nè. Ui, cái kéo mượn đâu vậy Út? Mượn quán á. Sao mượn kéo đàng hoàng, mượn kéo vậy? Ba cái kéo cắt đồ đó, chứ còn kéo kia cắt đồ anh ba không cho mượn. Đây anh em ơi. Đây mấy con nhum này thì mình sẽ cắt hết phần gai nữa nha. Cắt hết gai đi. Để mình cắt thượng này nó chắc thiệt không? Thử gạch bên trong nó nhiều nha. Cắt kỹ nè nè. Mấy cái gai nó đầm. Mình cắt thiệt là kỹ, mình hãy cầm lại vô con nhum. Nhum này là nó đâm vô là cái gai nó tự rẽ luôn nha anh em, chứ không phải là mình rút ra được đâu. Cái gai nó đâm nó tự rẽ bên trong luôn. Đây làm nhum này cực lắm. Ôi chạy 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 chạy. Để mình xem thử con này chắc thì chung nha. Lấy cái phần ruột đó rồi. Đây xem thử con này thì được bao nhiêu phần trăm điểm này. Ôi con này thịt nhiều anh em. Con này thịt tương đối nhiều này. Để mình gỡ đồng rộng cho anh em xem. Cua mặt trăng. Đó, anh em thấy không? Tương đối là nhiều thịt nha anh em, chứ không phải là ốp đâu. Con này nhiều thịt này. Anh em mình sẽ ăn sashimi tại chỗ luôn à. Bảo giờ ăn mắt này cho Bảo. Cháo ăn đâu hả? Em làm sạch sỉ mình ăn tại biển luôn à. Gỡ hết cái màn nữa rồi. Ui nó chạy liên tục, bắt không được bao nhiêu, nó chạy liên tục cái của em. Trên này là bảo, trên này con này bảo. Con bự như này nè. Trên này nè, trên cái cây nó. Đây, con này thôi thả đi. Đây thả đi. Đó, anh em thấy không? Rất là chát nha anh em, con này là tương đối chát thiệt này. Để mình làm tại chỗ luôn nha anh em. Ngọt anh em ơi. Này mình dân giả, của em. Mình chơi dân giả mà. Của em là nó chết lấy là sống cái gì, do bụng cũng chết. Sống do bụng luôn cũng dính mà. Đại bốc. Ngọt. Này ôi nghe không? Ôi được. Chắc thiệt anh em ơi. Nhùm này chắc thiệt nè. Có một con to không nè. Đã không? Đã. Con to em mà lụm rồi. Nói chung là tương đối là ổn á. Nhùm này cũng nhiều lắm anh em ơi, mà anh em mình không có con bắt nhiều. Con này mà bắt nhiều làm cực lắm. Nhôm nay người ta kệ ra ở quê mình, người ta làm mém anh em, người ta bán 4-5 ngàn một lít nước bánh nhôm này. Mà người nào ăn phá quan anh em, ăn mà quan nó tanh lắm. Mình thì mình ăn mắm nhôm ăn không được, cái vị nó tanh lắm. Ăn phá quan mà người nào mà ăn được là người ta ghiền luôn.
bán đây làm rất là cực à, ba cực luôn. Nên mình sẽ làm hai món nha, nướng và luộc, để cắt con này ra thử có chất thiệt không. Bắn đây con đầu tiên mình lột ra thấy tương đối nhiều gạch. Con này thì cũng bình thường chứ không có chắc lắm. Bình thường không? Nên mình gỡ, mình rửa hết phần cát bên trong đó ra. Đó, này nè. Cũng khá khá chứ không phải là không có ấp quá nha. Đó, mình lột mà đừng lột mà hết cái màng đen rồi anh em à. Nhum thì em qua biển thì mình ăn sống như thế này. Béo anh em à. Con này mà anh em nấu cháo ngon lắm, nấu cháo cực ngon luôn, trứng rồi. Đây vô bụng là cái nguyên lý của em, mà nguyên lý của em là vô bụng sẽ chiến sống mà vô bụng là chiến hết. Đây anh ổ nhè, ổ nhè không ngọt em, rất là ngọt. Còn con nào chạy nữa không? Con nào chạy, không chạy thì mình đổ ra. Cái son của mình đâu ta? Tao đưa cái son anh. Con nào chạy anh bỏ vô đây. Anh em đi có chuẩn bị hũ muối nha. Đưa anh quen. Đó, nhưng mấy con cua đá thì anh em mình sẽ cho anh em mình luộc hết nha. Ôi. Con cua đây mấy con cua anh em đi ngoài biển mà mấy con cua nó màu sắc nó đẹp như thế này anh em ơi. Mấy em đừng nên ăn. Con nào không biết thì mình đừng nên ăn. Ăn lỡ có chuyện gì á. Mấy u cả giò. Con cua con ốc này. Đây. Ốc này đây để mình nướng. Ốc heo liên sâu. Ốc heo liên sâu không? Đó, mấy bà cua đây thì mình sẽ cho mình luộc hết nha. Ốc quá. Những con gì cua đá nó cứng lắm. Mình này mình nướng khó ăn lắm. Em cứ chơi sợ lộn sợ ngầu rồi. Bây giờ anh em mình sẽ làm sạch sỉ và rửa hết những cái xiên này rồi anh em mình sẽ bắt đầu mình nướng nha. Rồi anh em ơi, bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu nướng nha. Cứ anh xem thử mấy cái sầu này, chất lượng quá. Ui anh em thấy không? Đi xíu là có mồi liền đâu, nướng đi. Thì có dở cái son anh thử hiểu. Rồi, xe cái son ra Hiệu ơi. Để nướng ba cái xiên kìa. Đó. Cho ra luôn đi. Anh em để sắc sát mét cho nó. Anh em giờ cũng đói bụng rồi anh em ơi. Công sức mấy anh em mình đi được ba cái sâu đây và một cái son rồi. À bảo đó bụng gì bảo? Dạ anh nhớ bụng rồi anh. Tao bụng hả? Của em đói bụng lát rồi bốn đói đi chiều giờ rồi anh em đi chiều giờ từ gần 6 giờ bây giờ là 9 giờ rưỡi nha anh em, 3 tiếng rưỡi đồng hồ hoàn hoàn rất là lâu tốn thời gian. Thơm quá thơm luôn. Ôi. Xe anh coi thử mấy đứa xe đều rồi đó, quá là chất lượng luôn. Mở bố ra đây cái đèn lên là đẩy cái này lên xe tứ. Đói bụng hay sao vậy Bảo? Nhớ bụng cầm nhổ. Cái này cũng nhanh chín nè, không có lâu đâu. Rồi mình dần dã cái nhà lá vườn này rồi. Đó, đó thơm. Quá chất lượng.
càng lúc bụi út. Ui, giờ khuya mà ăn gì cũng thấy ngon anh em ơi. Đói bụng mà. Sao trái khế dạy liên tục vậy bà? Ờ? Thơm má, nhảy chút miếng. Đói bụng. Ui. Bây giờ đói bụng, mình nghĩ là ăn gì cũng ngon anh em. Coi nó tuột con đá qua. Quá là chất lượng. Ủa, nước nó thấp nhưng của em mới hiểu đó. Mấy con cá thò lò ăn rất là ngon nè, rất là đỉnh ha. Ui, nó mở xèo 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 luôn. Anh em mình lâu lâu đi như thế này ra bờ ra bụi vậy mới vui đúng không mấy đứa? Dạ. Nhà lâu lâu đi đổi gió nè. Vậy nó đỡ tốn nhiên điện. Sao bà nói chắc miệng biết mà. Chịu không nấu hả Bảo? Chịu hết nấu. Chờ gờ mà lấy chờ gờ. Quá chất lượng anh em ơi. Ui giờ thơm quá anh em ơi. Quá thơm luôn. Cái đèn sáng của mình sớm mình quay mình nhiều quá bây giờ hết pin mất anh em. Thì là phải dùng đèn pin ánh sáng nó hơi mờ một xíu anh em thông cảm nha. Ui thơm quá anh em ơi. Ui. Thơm ngào ngạt luôn. Đó bụng. Giờ nghi là thấy là đó bụng rồi. Thứ không là quá thơm. Hiểu còn cái sâu ở phía sau kia nó chưa chín nhân nhiều. Nêm nước một xíu nữa. Thơm quá anh em ơi. Vô xem không? Quá chất lượng. Vô nữa đây, vô nữa đây. Đó, hiểu sầm chòm tháng trước hiểu. Ở phía sau nó còn sống. Xem rồi thì ta lên. Đó. Mấy cái sâu à. Đơn giản nhưng rất là ngon. Anh em chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Quá đói bụng à. Anh em sẵn sàng chưa? Sẵn nè. Rồi lượm đi. Anh em cây nhà lá vườn lượm đi. Để tuốt hết cái này. Ôi à. Anh em ánh sáng là hơi thiếu chỗ. Một xíu anh em thông cảm nha. Cái đèn của mình sớm mà đi giữa đây. Bắt đầu cái nó hết pin mất rồi. Khui con này ra thử. Nó có gì. Bên em nha. Lượm. Đéo. Sao Bảo? Quá ổn nghe luôn. Nghe không? Cứng. À, mấy đứa bây giờ mấy đứa ăn cá thò lò đi. Rút cái sâu cá thò lò ra. Anh em mình cái nhà lá vườn nè anh em ơi. Đó. Có con này ăn cũng đỉnh lắm này anh em. Con này ăn bao đỉnh luôn. Lượm đi. Em con thò lò chim nữa quen rồi. Ui có lò ăn luôn mấy đứa ăn đó của em ăn có lò đây rất là đỉnh luôn ăn nó dai như thịt trình nhá. Ui à không chấm muối ớt vô của em nào đưa coi thử coi đó anh em thấy không để em chờ xíu của em đây mấy đó nào lượm em ai cho vậy cho sao của em có lò ngon không quá ngon à dài thì rất là dài nha. Nãy như con đảo á, con bông cát mà. Hôn nhẫn ngon. Hôn nhẫn ngon à. Làm con nhờ nhờ con anh em mình đem hai cái đèn mà cái đèn kia máy nó rớt cái nước nó ướt. Còn cái đèn đây anh em mình soi cái nó hết pin mất tiêu. Anh em thông cảm giúp toàn nha. Nó hơi tối xíu. Ui. Bảo kéo rồi Bảo công mình dứt con bạch tuộc rồi mình phải thưởng thức con bạch tuộc của mình bác chứ sao mà giữ nạp nước. Wow, bạch tuộc của mình bác mình phải thử chứ. Thử đọc đi Bảo rồi chấm người mớt nhất bộ bài luôn mười cả nhà. Dài dài hả?
Dạ. Tiếc mặt không? Má tiếc nào luôn. Dạ. Có món cát nữa. Anh em ngầu cái view à. Sau lưng là biển nha anh em. Thử tiếp một cái. Ánh sáng mình hơi thiếu ánh sáng. Lưới dứt mạnh mạnh đi. Nè con này nè mấy ngon này. Lấy cái lấy cái kéo đập ra, gõ ra, con này ăn mới đỉnh này. Tốt. Rồi. Em này thấy ngon miệng quá, đói bụng. Giờ đói bụng ăn gì cũng ngon. Đó, con em làm cái tuột thứ đây, xem nó ra sao. Dài. Quá hình non luôn. Rồi, ốc lên sâu. Xuống đây. Quá hình nhìn ngọt. Có mảnh lên. Lên sâu, ốc lên sâu rồi ra đây. Ốc nó bắt đầu gì đây. Con lấy thịt nhiều lắm, con của Hiệu đang cầm á. Thịt rất là nhiều luôn. Ngon, ngon, ngon. Hiệu lọc cẩn thận với nó có cát nha. Bước tới đi Bảo. Bảo mang con này mới ngon này. Bỉ cái đầu rồi. Con này con có mua đá rồi nè. Ăn thịt nó ngon đó. Anh em bị thấy anh em nào ăn cũng ngon miệng á. Ôi giờ quá đói luôn. Con này mới đỉnh nè anh em ơi. Con này là anh em biết con này là con nha lột anh em ơi. Nha lột này. Đó, con này ăn cũng rất là ngon như phải dở rồi nè. Con này ăn bao ngon rồi. Đó, chấm ớt vô nè. Đó, con này nha lột rồi, em lượm thử coi. Ui, ngon. Ánh sáng hơi thiếu nha, chị gió là ăn ngầu rò đèn cho mình nha. Cục thịt luôn. Tao bốc. Lẻ luôn. Cục đá. Cục đá nó cứng. Mấy cái xài nó còn nhỏ, ăn nó chưa ngon đâu. Thầy bảo có đang ngon không? Ngọt lắm. Ngọt. Cũng ngọt luôn. Anh em đói bụng. Qua từ 2 giờ cái má anh em làm một son mì tâm mực. Xem anh em làm một giấc nghỉ ngày chờ mặt đêm xuống là. Son tối nay cũng gọi là ít hàng nhưng không có nhiều anh em ơi. Ui còn nhiều lắm anh em ơi. Ăn nhà này ngon lắm nè. Nhà này ăn rất là ngon nhưng phải em. Dở đâu. Nhà là gạch nó rất nhiều nha anh em. Gạch nó vàng nhá. Gạch nó vàng gì. Anh em đói bụng ai cũng mệt mài. Ngon bác. Quá non luôn. Bảo ăn mát thoải luôn. Quá non hay ngon. Lên báo. Ồ đưa có gạch cho báo. Nhà gạch nhiều lắm anh em ơi. Sao giúp em. Nhiều anh em bảo đồ lần đầu tiên mới qua đây bắt được nhà và ăn nhà mà. Lần đầu tiên quán bảo. Dạ. Lấy con nhà ăn được không? Quá là ổn này luôn. Của em cũng lần đầu tiên chắc ăn nhà quá không của em. Dạ. Phúc chắc cũng lần đầu tiên quá. Quên mà chỉ có đang kẹp thôi. Hồi xưa em với quên là trong gì đó kẹp. Em giúp mình mạnh đi. Để tầm 2-3 hôm nữa anh em mình đi qua chuyến qua cồn đi mấy đứa. Dạ. Anh em qua cồn có chiều canh chợ cỡ tầm 4 giờ 4 rưỡi chiều á. Anh em mình chuẩn bị đồ rồi di chuyển qua bên cồn.
mình ở đây mà sáng với xe mấy anh em về, với xe anh em mình đi. Bả mang mấy con nhà ngon hơn, bả em tuột. Tuột ngon bảo. Mấy anh nó núp ở đâu mà em thấy vậy? Dạ như nó anh. Như nó hả? Con này mà cho anh em ăn sashimi chắc nó dai như con su luôn á. Kè bảo. Ồ gạch. Ồ đâu thiệt. Ôi giời gạch nè. Dạ của mày đấy con xe đó. Ui giời. Đẹp gạch luôn. Mấy đứa xài với anh thấy con nhà nàng ngon hơn mấy con cua đá. Cụ đó nó cứng lắm. Chị dối cho em gọi cho. Bảo ngồi im ăn đi bảo. Nào ăn ăn ít con em. No hả? Đang tại gì đây? Uống lắm. Đây, con đây ngon nè, lắm nè. Con đấy ăn mới ngon á, con này là ốc dỗ anh em. Ở quê mình kêu ốc dỗ còn biết ở anh em là gọi là bằng ốc gì mình không biết nữa. Cua đá mà gọi là cua đá hay sao không cứng. Bây giờ theo mình quan sát là mấy cô mấy chú dân địa phương ở đây là bắt đầu di chuyển ra những cái ghềnh đá bắt nhum để về kè bán. Một là kè bán, hai là về làm mém. Má đi một tớp có tầm mười mấy người vừa ra luôn. Anh em mình quan sát là thấy mấy cô mấy chú vừa đi ra bắt nhum kè nhum về bán. Một là bán cho mấy gia đình mà có em bía về mấy anh chị nấu cháo cho con hoặc là làm mắm. Mắm nhum là một trong những đặc sản quê mình này anh em ơi. Thì theo đợt rồi, lúc có 4 500, lúc 5 600 lít. Còn biết quê mấy anh em mà có mắm nhum này thì mình cũng không rõ. Ui giời. Anh em đói bụng là bào má thỏa luôn à, bào phản ra luôn à. Thì dở mà đói bụng là ăn gì cũng thấy ngon á. Chắc thiệt vậy? Dạ. Cái đây mà đúng ra là mà bữa nay sáng hai nhau này. Nếu trong team mình mà có được có hai đứa nữa mà biết ba ưa biết lặn thì mình ra ngoài những cái cành ngoài kia này. Mình lặn thì có hàng, có cá, có nha, có cua nhiều lắm. Mà bây giờ một mình thì không có thể nào vừa lặn vừa quay cho anh em xem được, rất là khó luôn. Để quay xuống lặn. Của em là lạng một phát là giờ tháng về hai lần rèm mới dư mùng một. Em làm này cầm nước dẫn. Lạng xuống là tháng về hai lần rèm dư mùng một. Đến đặt công rồi của anh mà. Nói chung bốn anh em trong bốn thành viên này là cứ lạng xuống là cứ tháng về hai lần nha. Lạnh sâu thì cái tháng về hai lần rèm mùng một rồi. Này bạn thấy ngon miệng quá mà. Quê em quốc tớ luôn à. Giờ đó còn quốc tớ à. Trong em chỗ em võ với bả đâu ít đâu. Ui. Còn đại ca là bắt được con cua mình mới nhìn tưởng con tôm mình đế chứ. Mới nhìn vậy anh em ơi. Ấy con tôm mình đế luôn rồi. Đó để thấy không? Ấy con tôm mình đế mà nhìn kỹ lại là con cua đá. Rồi anh em ơi. Chắc bây giờ mấy anh em mình cũng xin phép dừng clip tại đây. Thấy mấy đứa nó ăn còn mấy con nhỏ nhỏ mình vô mình làm không phát chứ thấy mình đói bụng mình thèm quá. Anh em mình lặn lậu từ chiều giờ tới giờ đi hồi 6 giờ bây giờ cũng tầm cỡ 10 giờ kém rồi anh em. 10 giờ hơn luôn chứ không phải 10 giờ kém đâu. Bây giờ mấy anh em mình chắc xin phép dừng clip tại đây. Mọi người yêu quý Toàn và anh em trong team thì cho Toàn một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha. Còn anh em nào
thích những sản phẩm của mình để mua trải nghiệm hoặc ủng hộ thì cứ liên hệ trực tiếp Zalo của mình nha, 0937 686 179. Bây giờ anh em mình xin phép dừng clip tại đây, hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Chào anh em.